Hậu vệ Jason Biden Quang Vinh và Patrick Lê Giang đang được hai câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ nhiệt tình cũng như đẩy nhanh quá trình xin nhập tịch. Nếu mọi việc hoàn thành trước thời hạn chốt danh sách đăng ký cầu thủ tham dự Asian Cup 2024 vào cuối năm nay, thì chắc chắn huấn luyện viên Kim San-sik sẽ có những viện binh rất chất lượng trong đội hình. Chỉ cần có quốc tịch Việt Nam, Patrick Lê Giang và Jason Biden Quang Vinh đều có cơ hội được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Đây là tin vui cho tuyển Việt Nam trong bối cảnh đoàn quân áo đỏ đang rất cần thêm những nhân tố mới để đa dạng lối chơi. Chủ tịch câu lạc bộ đang thúc đẩy mọi việc về thủ tục để xin cấp quốc tịch. Ông ấy hứa với tôi sẽ cố gắng hoàn tất những công việc cần thiết để tôi có thể nhập tịch sớm nhất. Nếu được thì đây là giấc mơ của tôi. Tại AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam nằm chung bảng B với Indonesia, Lào, Myanmar và Philippines. Mục tiêu của VFF đề ra cho đoàn quân áo đỏ là vào chung kết giống như giải đấu ở năm 2022.